Ừ, tiếp theo thì em có một chiếc nữa là đến từ Oren Chiếc này thì uh, em có mã là ra aa 0818 n 19 b Với mức giá sẽ để cho anh em là 6 ,7 triệu 7 chiếc này uh, Bản này thì uh, ngoài một cái mức giá tốt ra Thì uh, muốn nhấn mạnh cho anh em là chiếc này nó là một cái phiên bản Limited Bản nam uh, Dòng này nó là một cái màu xanh blue Xanh biển sâu hay là còn gọi là xanh đại dương đấy Nên tay thì rất là trẻ uh, Chiếc này thì nó chuyên về bơi nội và nặng ngụp các bác nhé thể thao nặng ngục đấy đại hại là thể thao anh em nào mà đam mê cái bộ môn thể thao nặng ngục thì có thể tham khảo qua cái mẫu dòng sản phẩm này đẹp và nói chung là về cái phần size nó cũng không quá là to với size trước này thì nó rơi vào size 41.5 và độ dày đây em có là 13 nhá anh em size 41 thì 16 này anh em đeo thoải mái rồi dạ quang trước này nó cũng có nhưng mà dạ quang hỗ trợ vừa phải nó không quá là sáng viền bezel nó có thể xoay được và kính của chiếc này nó được đã được nâng cấp lên đó là kính sapphire rồi với cái một cái thiết kế là ba kim một ô lịch kép và ô lịch ngày và ô lịch thứ ở góc hướng 3 giờ và kim giờ, kim phút thì được thiết kế theo cái dạng kim kiếm và kim dây thanh mảnh. À, với phần kim dây thì sẽ có là kim mũi tên và ở bên đầu trên thì chúng ta sẽ có là màu xanh nõn chuối nhé à, và sẽ có của Oren dòng máy automatic với mức độ chống nước là 200m. À, chiếc này nó là nội địa Nhật, sản xuất nó ráp tại Nhật luôn, limited, bản giới hạn là toàn cầu. À, nên là về cái mức độ giá trị sưu tầng của chiếc này nó cũng rất là cao. À, nịch ngày nịch thứ thì chúng ta sẽ có nịch ngày là à, với hai thứ tiếng là tiếng Nhật và một tiếng Anh à, anh em xem thì rất là dễ. À, Benzen thì sẽ có dạng thiết kế dạng miếng bom là kính sapphire à, giới hạn toàn cầu với chiếc này thì nó chỉ có là 200 chiếc toàn cầu và chiếc này là chiếc thứ 50 năm một cái con số cũng rất là đẹp cho anh em à, phát nó phát tải nói chung là đeo trên tay chiếc này thì vừa mà anh em đi bơi hay là đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội thoải mái chả nó vấn đề gì về vào nước đâu bền thoải mái luôn chiếc này thì em hộp sổ em có đầy đủ nhá Đó, hộp sổ hàng như là hàng à, mới luôn cho anh em luôn đấy mức giá chỉ có 6 triệu bảy thôi thiết kế là núm là núm uh, thắt cổ chai anh em đẩy vào và vặn để uh, cho cái núm này nó đóng lại thôi đấy, nó gia tăng cái mức độ bền của sản phẩm và mức độ chống nước nó cao hơn logo thì cái phần núm chỉnh thì cũng sẽ có logo của Oren nữa và thiết kế phần dây là sẽ có là dây thép đúc với hoàn thiện là ba dạng chỉ là phay xước đầy đủ hết cho anh em đẹp và lại dễ đeo bền bỉ nữa